cứ lau sạch là được. Lau sạch xong rồi lau khô đi. Ra lấy cái khăn khô của mẹ ở ngoài ấy á, cái khăn mà mẹ rửa mặt á, cái giấy khô mẹ để mẹ lau khô đi là nữa là được. Chúng đi thăm xuống đây xong rồi con để cái cánh con này. Chừng nha, ngày mua mà mình nghỉ á, mà thầy cô giao đề á thì mới làm, còn ngày mua mà thầy không giao đề mình nghỉ á thì không làm. Mô giống như chị Linh á, ngày nghỉ chị đâu có làm đâu, chủ nhật chị đâu có làm đâu. Học cho mình chứ học cho ai? Học cho mẹ. Học để lấy kiến thức cho mình chứ học cho ai? Học cho mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chia cái bình này, còn vẫn chia một ít cái bình này hay là để mình lấy thêm một tí nữa. Tôi có một đứa con chi là cứ sáng lại là cứ thích làm điệu nha. Lúc thì lấy nước quạt chỗ ra tay xong rồi vút vút cái tóc. Lấy này, em Bin nha, sáng lại cứ thích làm điệu cực. Cứ lấy một quạt chỗ ra tay xong rồi vút vút tóc như gì chưa được cho ai này. Hoàn thành xong cái bình hoa tông đỏ này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình.